Hello, với chào mừng em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục solo squad và trận này thì mình lại quay trở về khu quân sự thân yêu thôi. Hôm nay lánh nạn một chút vào lều thề với anh em nó ổn dã man con ngàn luôn ý, nó ổn một cách khủng khiếp luôn. Và trận này cũng có một vài team bay vào khu này luôn. Mình nghĩ chắc là cũng đi lánh nạn như mình thôi. Vào khu đấy thật sự ổn không thể bắn được. Rồi. Trận này đang tính bắn lại cây barrel anh em ạ. À, có tên chạy lại này. Vãi nồi các ông nội này. Chán sống à? Hay là vừa thất tình à hay như nào đấy sao lại lao đầu vào nòng súng mình thế này. Tên kia mình vừa mới đốc bên C trong mình công qua luôn nhá. Và vừa có team 4 mình thấy đáp ngay khu C này. Ui, bên kia có shotgun đây này. Chạy đi đâu. Rồi, clear này, một team clear rồi. Và bạn này chạy như kiểu chỗ không người ấy nhỉ. Bên ngoài này. C giữa đông phết đấy, chỗ này phải 2 3 team. Ủa mà cái tên lúc nãy mình đốc đâu nhỉ? Hồi sợ được cứu được rồi anh em ạ. À đây đây đây, trước mặt mình này. Đang cứu à? Bạn đen lắm bạn ơi. Rồi. Còn tiếng chân ở chỗ xe giữa nữa cơ. Ui, đang còn bắn nhau chỗ nhà ca nhà A nữa kìa. Chỗ này phải 5-6 team chứ cũng không hề ít đâu. Ơ, ui, ông nào nằm ngay góc nhà C này. Cái gì đấy bạn ơi? Ôi, thám ơi là thám. Chắc là bạn gái. Có lẽ như là hơi rụt rè. Còn một team nữa trên tầng 2 này. Bạn Thắm đã bị clear rồi. Nóc phát mình công luôn. Ui không nóc à. Một tên đã công ra ngoài rồi. Ui không được không được. Ơ, con bot à. Cái SQ luôn anh em ơi. Trời ơi cái SQ là nghề rồi. Từ từ mình công qua từ từ nhá. Để xem xác bạn thắng này, thắm này có gì không. Có 4 này. À có quả nết nữa. Vẫn đang có một tên nó chạy ngay trên đầu mình. Mình ốp bom vào nóc phát mình công lên luôn này. Có nóc không? Không nóc à. Khoai nhở. Ui không được. Các bạn công C các bạn đừng công vào giữa nha. Dễ bị kẹp hai bên lắm. Các bạn chỉ công một bên thôi. Vẫn đang nghe tiếng lộp cộp đâu ấy nhỉ. Trước mặt mình. Ở chỗ cái phòng giữa hay sao ấy. Một tên công lại này. Một bên shotgun này. Hai bên shotgun này yếu chưa. Ở góc này cũng kê khá là thần thánh đấy. Có hai tên luôn hay sao ấy. Đang hồi máu này. Đẩy vào luôn. Đây này. Ui còn tên nữa. Trời ơi. À, đây mà bạn ơi. Lại đeo ngược tai nghe à. Trời như này là không được rồi. Từ từ bạn nó qua này. Ngay tầng 1. Đã nổi thì ra con bot. Nghe con bot này làm mình hết hồn thật chứ. Đi chết đi. Gạt luôn. Được. Vâng, bây giờ mình hơi cục xúc. Có đồ không nào. Đây này có mũ 2 medkit. Đây có barrel rồi. Ok, barrel mình bắn với lại compen đi. Đầu rồi mà bắn sai lần nữa thì mù mắt đấy. Ok, trận này mình sẽ quyết định là bắn barrel đầu ruồi nha. Hình như là bạn nó ngay trên nóc C bên trong này công qua rồi hay sao ấy. Mình nghe thấy có hai tiếng chân. Chắc là hai tên còn lại của cái team vừa rồi đây. Một tên đang còn nhảy trên nóc hay sao ấy. Mình sẽ úp bằng cái tên trên nóc trước này. Chỗ đoạn này nếu như mình nghe không nhầm. Úi xồi ôi, bom 2 quỳ, bom 200 IQ luôn. Còn tên tầng 2 này, công xuống này. Tên này cầm số gắt. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Không đùa với shotgun được, nó thục một phát là nằm game, là game mới luôn. Đẩy vào luôn. Bất ngờ chưa bạn ơi. King of AKM với chúng tôi à. Đây là King of Barrel nhá. Còn tên trên nóc nữa. Ơ, bỏ xuống này. Vậy là team phải team khác rồi. Vẫn nóc hai ông. Không biết đồng đội đang ở đâu. Ai à. Bot à. Ơ, cái tiếng súng này là điều lắm này. Giả bot rồi anh em ạ. À, tên này định chơi IQ với mình à. Bạn lại chơi IQ nhầm người rồi bạn ơi. Kinh nghiệm chơi game này mình đã bảo rồi. 30 năm để làm cái gì. Kinh nghiệm chơi game 30 năm. Nghe tiếng súng lại nhận ra được bot hay là người luôn. Bot là nó cứ tát 3-4 viên chứ nó không tát từng viên theo nhịp như này. Chỉ có là người giả bot thôi. Bạn này phải theo mình học một cái khóa gọi là giả bot nhá. Giả này là không được rồi. Úi giời ơi, giả bot là cái gì. Đây này cho có bom này. Mình nghe không nhầm là ngay ngay chỗ cái góc cái phòng trước mặt mình này.
Đâu nhở? Ơ, đúng đây. Yếu chưa? Vậy mà vẫn không chết á. Rồi, clear luôn nhá. Ui, barrel đầu rồi bắn cũng được ấy chứ, nó đâu phải khó đâu. Thấy anh em kêu là đầu rồi barrel bắn nó khó hơn AKM. Ui, có xe mọi người, té ngay, té ngay. Ui, vãi nồi xe nữa kìa, bạn nó lôn hay sao ấy. Để mình dừng đây, ui, không được, không được, không được. Ơ, hai team à? Ô, hai team này. Ui, nó gạt nó ông kia kìa, chơi cục nhờ. Đang lúc thính này. Đến sớm như vậy rồi mà vẫn bị cái team này nó đến trước anh em ạ. À, tên này, đẩy trống à? Rồi, nốc luôn. Bạn đã chưa thấy barrel đầu ruồi rồi. Tên bên này nữa. Hình như là team này có hai người thôi hay sao ấy. Cứ bình tĩnh, mình phun nước đã. Nào, chơi solo kill nào bạn ơi. Mình test barrel đầu ruồi phát. Ây à. Rồi, một đầu luôn này. Từ 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 từ. Mình hồi máu ấy, mình lên xe mình công luôn, ông này một đầu rồi. Bị sờ mốc của bạn đấy. Rồi, chơi luôn. Đã đánh nhanh, đã thắng nhanh luôn. Đây, đang cứu xong phòng tính này. Vẫn chưa cứu được anh em ạ. Ơ, làm gì đấy? Thanh niên định tìm highlight à? Vãi là trường cầm ca. Mình xin luôn. Vâng, tìm một cây sniper nãy giờ. Ôi, M24 này. Bắn M24 không hơn rồi. Mình đang có cái Silent đấy. Silent thì nghe tiếng M24 vẫn phê hơn mọi người ạ. Rồi. M24 Silent 8X barrel phải barrel đầu ruồi nha. Cái barrel 6X là mù mắt luôn đấy. Ok. Trời ơi, bo này đi tìm người thôi. Còn có 17 ông nữa. À, đổ con xe phát đỡ phải đổ xăng. Ồ, máy bay mới trước mặt này. Mình lại mình kiếm cái giáp 3 mới luôn. Quá là hợp lý. Ôi, ui, tầng 2 nhà này có luôn này. Một tên nhảy xuống hay sao ấy? Đây. Ui dồi ôi, định xuống chơi mình luôn kìa. Còn tên nữa. Gạt này. À. Cái gì đây? Hết đạn rồi bạn. Ơ, lag tự bắn. Ui, vãi cả nồi rồi, nó tự lag. Nó tự bắn lẫn kìa. Vẫn đang nốc anh em ạ. Tự nhiên lại có hai ông ngay nhà này kê thính chứ. Vãi cả trường thật. Còn đồng đội ở đâu nhỉ? Ui, có người kìa, mấy tên đây? Ba tên hay sao ấy? Đúng rồi, có ba tên kìa. Ui, nó đang làm gì đấy? Đang vờn nhau à? Ơ, vãi cảnh trường, từ từ. Mình lấy góc trên này, mình sẽ lấy góc trên thông thoáng, mình sẽ sấy barrel nhá. Ô, tên này đang đứng yên anh em ơi, cho viên ốp, à cho viên M24 luôn. Làm cái gì đấy? Ui, không hết sắt. Rồi, nóc luôn. Được chưa anh em? Barrel đầu ruồi. Một đầu đây. Vâng, gạt cũng khó lắm đấy. Cự ly này bắn đầu rồi thì đúng là hơi mù mắt thật. Mà tên kia nó vào hết lều rồi. Kìa kìa. Nhìn này, ui. Nó vướng xe hay sao nhỉ? À, không ngon nữa rồi. Mấy ông này chảy cối nhờ. Ai à. Nhìn bẩn này. Rồi đẩy luôn nha. Chắc là team này có 3 thôi. Nãy mới thấy có 3 ông mà. Clear nhanh luôn này. Mình hơi quan ngại vào lều khi mà có nhạc bản quyền đi. Cây mai luôn. Rồi clear luôn. Úi xời ơi, nhanh gọn thuận tiện. Thôi mình téo vào bo luôn đi. Đây sẽ lên cái góc trên cao này. Ôi có xe bắt cái gì ngay dưới này. Ui, mấy team hay sao ấy? Đang cam cầu. Ơ, trên này có một tên luôn. Rồi clear luôn. Vãi trường. Kéo về làm cái gì đây? Ui, bị đốc kìa. Từ từ cái kêu. Ây à. Từ mình cái kêu đã. Ui, từ 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 từ. Còn một con hàng nữa. Rồi. Vẫn cái được một kêu anh em ạ. Hấp dẫn vãi nồi. Nãy vừa bị mình vừa bị tên nào cũng bắn bên chỗ bên kia bờ nữa cơ. Để giấu con xe phát.
tài sản quý giá nhất để chạy bò, nó phá lốp là xong luôn. Ok, vậy là có một team ngay khu nhà, chỗ nhà cà phê, với lại team này vừa chạy cầu vẫn đang mới đốc. Đông nhà tự nhân vào đây một phát mình biết ngay, bo ngay chỗ đoạn cầu này kiểu gì cũng có team cam cầu. Vẫn đang còn sót lại tiếng súng bên chỗ đây, xe của nó này, tiếng súng ngay chỗ bên khu 12 nhà. Nãy bắn mình một viên mà không biết là cầm súng gì nữa, bắn một viên xong bây giờ lại thôi rồi, không bắn nữa rồi. Ui hai xe luôn này. Ủa không khéo lại một team ấy chứ. Ơ à, vẫn đang còn tiếng súng ngay chỗ cầu này. Đây rồi, mình thấy rồi cái đầu này. Mũ mấy đây? Mũ 2. Mũ 2 thì game mới đi bạn. Ok, vậy là clear team chỗ cầu rồi. Rồi, vậy là còn 4 ông à? Ơ, 4 ông chắc là còn 2 team thôi. Team chỗ nhà cà phê với lại team chỗ bên kia khu 12 nhà. À đây rồi. Đứng đây tỉa mình nãy giờ này, một viên M24 này. À nhà công phượng. Một viên nữa thôi. Ui xồi ôi, chạy nhanh thế. Ơ. Đây này, có một tên trên nóc, chạy xuống tầng 2 này. Nào ngó ra bạn. Đây, lộ đầu. Ơ. Ôi vãi trưởng, lộ mất cái đầu mà sao lại vào người nhỉ? Hơi sai sai anh em. Rồi chỗ mình ngoài bo mất rồi. Từ nha, mình đứng đây mình khều với lại cái tên ở chỗ bên kia bờ sông đã. Đây này, nó đang ngó nhìn mình này. Ơ à quên, hơi cao, mình quên mất. Đấy, môn này mũ 3, một đầu luôn rồi kìa. Tên trong này không thấy ngó nữa nhờ, ăn một bên mày tư sợ luôn rồi. Rồi thằng bên kia gọi là hết khều luôn, một viên vào mồm luôn. À, nhà tên này vẫn đang còn lấp ló này, ngay sau khung cửa này. Ấy à, cũng M24 à? À được, đấu M24 luôn. Này thì ui không headshot. Vào người vào đấy. Đứng đây khều mọi nơi luôn anh em ạ. Tên kia một đầu một người rồi, bây giờ vẫn đang còn cố mà khều được. Tên này lại cầm mini khều khều này, khó chịu nhờ. Đây này, nhìn này. Ôi, vãi nồi không headshot kìa. Ủa ảo thế nhở, nó ngó mỗi cái đầu không đấy. Vâng, ông này là cũng hơi may mắn rồi đấy, hai viên như vậy mà không headshot. Lần này thì bay đầu, ui không được. Ây à, em xin lỗi anh ơi. Ui rồi ôi, mình đang còn nhấp nhô mà nó vẫn cho mình một mồm lại à, vãi cả trường. Được đấy, ăn miếng trả miếng luôn. Mình cũng mũ 3, nó cũng mũ 3, mỗi thằng đỡ được một mạng. Ui bo vào rồi, mình nghĩ là mình nên chiếm bo luôn thôi. Đây, mình sẽ chiếm ngay cái chòi trước mặt nha. Chòi này trong bo này. Sợ bọn nhà nó công lên nó chiếm cái chòi này thì hơi toang. Cái kìa, cái tên kia nó công xe xuống rồi kìa. À, công vào đây thì hai team bắn nhau rồi. Rồi, hay rồi, có kịch hay để coi rồi mọi người ơi. Mình sẽ ốp bom. Cái kìa, trên nóc tầng 3 có một tên. Tên này nóc này. Ui, vãi nồi không nóc á, quả bom đấy mình ném nó hơi lọt vào bên trong ấy. Ơ, mày đứng ngay chỗ cái mép cửa. Ơ, đục. Ơ. Ui, vãi nồi tên nào đây? Trời ơi, ông này ngồi im anh em ạ, như kiểu là đang treo máy. Ui ôi, may thế, bố này may mà kiểu là như thế chắc là đang làm gì, đang chắc là đang có việc đột xuất hoặc là phụ huynh ganh ấy. Quả đấy mình không để là mình bị móc rồi, hên vãi. Mà căn bản là ông này ngồi im luôn cho là mình không nghe được tiếng chân. Chứ nếu mà ông mà cựa thì mình cũng nghe được và mình cũng cảnh giác hơn. Sợ thật sự. Vậy là vẫn đang còn một tên lẻ ngồi trong tròi. Vậy là còn hai tên nữa thôi. À hai, còn hai team chứ nhầm. Chắc là một team 2 với lại một team 1 anh em ạ. Mình chiếm lên góc đồi trước đi. Đứng góc này mình không thể công được. Đây, mình lên đồi này mình chiếm toàn bộ luôn. Đấy, đứng đây khoanh vùng thì quá ngon luôn. À, núp này. Úi trời ơi. Rồi, chết luôn nè. Chắc là cái ông lúc nãy đấu 24 với mình đây mà. Có tên đang ngó tầng 2 kìa. Nào, ngó ra bạn. Bay đầu luôn đấy. Khiếp, mấy bố này ngó kỹ thật sự. Ây à. Vâng, lại còn lom khom lên trên nóc nữa. Vậy chắc là còn hai tên còn lại ngay khu nhà này rồi.
Sau lưng mình chắc là clear. Ok. Bây giờ mình đang trung tâm bo anh em ạ, cứ đứng đây. Đây này. Ai da. Núp nhanh thật sự. Ông này mình nhìn không nhầm là mũ ba hay sao ấy, mũ màu xanh dương. Kìa, tên còn lại lon ton lên trên nóc luôn kìa. Đáng yêu chưa? Ông này lộ đầu súng này mà không bắn được. À, cứ đứng đây vẩy mai tư vài viên. Tí nữa mình sẽ sấy barrel đầu dùi cự ly này cho anh em xem. Bây giờ bo mà về mình một phát thôi là top 1 easy luôn. Không nói nhiều. Đấy, trời bo này quá đẹp rồi. Bây giờ mình lấy xe mình làm backup. Đấy, từ từ bình tĩnh. Cái gì mà căng đấy. Đây, mình dùng xe mình làm backup. Mình lấy góc cao hơn, sấy nó dễ hơn này. Ok. Phá lốp đã. Phòng mấy ông này bắn lót được gầm ấy. Rồi, nào, đấu nào. Đấy là mini ạ. À? Này thì mình... Ui dồi ôi, lại mũ 3. Trời điệu. Trận này mấy ông... Toàn mấy ông mũ 3 mà mình chả có cái ốp nào nhở. Buồn. Cầm mini mà đấu với M24 là bạn sai lầm lớn đấy. Nhưng mà cũng hay cho bạn là mũ 3 nha. À, quyết định vòng phải kìa. Này nhá, bạn vòng có vòng kiểu trời thì cũng không thể vào được bo được. Vào được bo cho 10 tỷ luôn. Kìa ngó kìa. Ôi. Mẹ đang kê tâm thì bị cái tên DB sấy gần. Hốt vãi cả trường luôn. Tên DB đã chiếm gần hơn chỗ mình rồi. Ui. Cái tên chạy trống kìa. Từ từ, cái tên DB nó vừa ngay sau sầm bốc rồi anh em ạ. Từ từ mình lùi về nha, không nó ốp bom là toang đấy. Không được đâu. Mình lại đen là mình không còn nết nữa chứ. Kìa tên kia chạy trống kìa. Rồi, nóc này. À, đây này công này luôn. Úi dồi ôi. Công này yếu chưa? Top 1 này, công với chúng tôi. Ok, vậy là mình đã giành được trận đấu top 1 với khẩu barrel đầu ruồi nha. Vâng. Khá là khoai đấy. Nói chung là đầu ruồi cây này thì bắt nó cũng không khó lắm anh em ạ. AK khó 1 thì cây này chắc là cũng chỉ có tầm 5-6 phần thôi. Thì ok, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Bye bye anh em nhé.